tôi có dịp ghé vãng cảnh chùa Hàn Sơn tại xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là chùa Hàn Sơn. Và Hàn Trung cũng có một ngôi đền cũng tên là đền Hàn, nhưng mà là gọi là đền, còn đây là ngôi chùa, chùa Hàn Sơn. Đây, trước mặt chúng ta là ngôi chùa Hàn Sơn. Trước ngôi chùa thì có một cây đa răng, cây xanh răng làng rất là già cỗi. Đây là cameraman Ni Công Nguyễn, anh đang quay những cảnh đẹp của chùa. Xin chào anh. Hello. Ni Công. Chào anh. Nay anh không dùng ni công nữa mà anh dùng ni lông. Đây là toàn bộ quang cảnh chùa Hàn Sơn từ trên tam quan nhìn xuống. Mọi người thấy là cảnh chùa rất là nguy nga, và trước chùa thì có một cái ao bán nguyệt nhìn rất đẹp. Trên này rất là lộng gió. Dáng làng cổ phết. Cây bưởi trồng trên chậu rất là nhiều quả.